Nguyên xin chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh YouTube của Trại Cà Mau Vlog nha. Hôm nay thì buổi tối rồi cả nhà, không có gì ăn hết. Có cái chú kế bên nhà đi ở trong vuông đi về cả nhà, cho được mấy con bạc khía muối nên Nguyên ăn và bạc khía muối với ớt với cơm cơm nguội rồi cả nhà. Rất là ngon luôn. Và đặc biệt đây là có một trái cà đó cả nhà. Đó. Đó Nguyên sẽ ăn kèm với cà sống nha cả nhà. Bây giờ Nguyên mời cả nhà cùng ăn cơm chung với Nguyên nha. Bữa cơm rất là đạm bạc đây cả nhà. Miếng bạc khía muối rất là ngon luôn cả nhà. Đó. Mình sẽ để đây với cơm mình ăn. Đây là củ tỏi nha. Ăn tỏi sống. Gạch nó cả nhà. Cây gạch gạch của mà khía cả nhà. Đó. Ngon đó nha. Nó chan miếng nước đường lên cơm cả nhà. Nay Nguyên đi làm á, đi làm về cái không có diện cơm á, có chú cường ở cặp nhà, chú Cường đi trong vuông về, chú Cường cho được mấy con bạc khía. Nó mặn mà rã nha. Nó mặn mình ăn cơm nguội với này đã. Cắn miếng ớt nữa nhà đã. Đây là cá mù người cả nhà. Ngon quá. Tỏi. Đã. Đây là trái sung mà cái nhà, trái sung mà Nguyên ngâm giấm á nha.
ngon quá. Mình nút hết cái chất mặn đó, cái chất mặn với cái thịt đó, nó gan đã nè.